Xin chào các bạn, như clip hôm trước mình đã giới thiệu cho các bạn chiếc gậy tự sướng có tên là Xiaomi Selfie Stick Tripod. Thì trên thực tế cũng đã giới thiệu về cái gậy ấy rồi và một số cửa hàng cũng đã giới thiệu rất là chi tiết cái gậy đấy. Thì bản thân mình sau khi dùng gậy đấy á, mình thấy nó có vẻ hơi yếu ớt. Tức là nó, mặc dù là nó được làm bằng hợp kim thép, nhưng mà nó có cảm cho cảm giác là những đầu nối nó không chắc chắn lắm. Mà đặc biệt là mình dùng máy 6F Plus nó khá là nặng, cho nên là mình không thấy hài lòng với gậy đấy. Thì hôm nay thì mình được tặng một cái gậy là có tên là Mephoto Smart Mini Tripod đó, và nó mình sẽ mở hộp cho các bạn xem và so sánh với cái gậy Xiaomi. Rất tiếc cái gậy Xiaomi thì mình lại không có ở đây. Cái này có mã là Mephoto Mini Tripod MK10 đó. Thì rất tiếc là mình không có gậy Xiaomi để so sánh với các bạn, nhưng mà mình sẽ mở hộp và nói những điểm khác của mình biết so với cả cái gậy Xiaomi Stick Selfie Stick Tripod của Xiaomi. Thì đây là gậy của Mephoto, là một cái hãng gậy tương đối nổi tiếng trong cái giới sản xuất gậy chân máy cho máy ảnh, chứ không đơn giản là chỉ làm, không phải là chỉ có gậy tự sướng. Do đó là chất lượng của nó khá, theo mình là cũng khá là ok. Thì mặt trước của nó có hình đây như các bạn đấy, nó cũng giống như là có cái Xiaomi, nó cũng dạng ba chân khi gập lại, nhưng mà thiết kế nó sẽ không đẹp bằng không đẹp bằng Xiaomi. Nó thiết kế rất là tròn lệch lạc khi gập lại, có cái này thì nó sẽ hơi gồ ghề hơn đó. Và dùng nó smartphone, thứ hai dùng GoPro. Kích thước máy của nó từ 48 đến 100 mm bề ngang. Ở bên cạnh phải thì mình có một số đặc điểm nổi bật. Đầu tiên là đầu headphone, thì cái đầu này rất là hay, bởi vì nó có thể đa dụng hơn rất là nhiều so với cái đầu của thằng Xiaomi Selfie Stick. Nhưng mà cái Selfie Stick đủ dùng, và cái này nó sẽ đa dụng hơn một chút, là nó có xoay được rất nhiều hướng đó, và có thể hướng ngang này. Cái ngàm kẹp điện thoại của nó rất là cơ động, nó ghi lên là free switching. Đây là remote, nó cũng có nút một tính năng tương tự những nút Bluetooth đấy, và nó giống như kiểu của thằng Xiaomi. Ở mặt sau thì nó dán sử dụng được, nó đang dán được cái nhãn của cái máy rồi. Thì mình nhìn đây, nó có thể gắn GoPro này, gắn đó, mình sẽ mở hẳn hộp ra. Đây bên này nó có màu xanh và màu đỏ, nhưng bản mình đang cầm là bản màu đỏ được mặn. Ở trên nó có cái màu đỏ này, nó ghi những red đó. Mình sẽ mở lên này. Cái ấn tượng đầu tiên ấy, khi mình cầm lên này, nó rất là nặng hơn bằng Xiaomi Stick rất là nhiều đó. Và cái đặc biệt là cái phần này của nó thì như này đó, nó có một cái và khi mà mình đặt xuống ấy, nó rất là chắc, nó chắc hơn thằng Xiaomi rất là nhiều luôn á. Đấy, Xiaomi thì nó hơi, khi mình tì tay lên là nó thấy rung rinh rồi, cái này rất là chắc rất là nhiều. Mình cũng mở thêm một kiện nữa, nó có một cái ngàm cho GoPro. Tức là bạn nào dùng GoPro sẽ biết là cái này lắp vào cái đế của GoPro và cài một cái một cái thép qua cái gen ốc một cái ốc sang bên này để gắn GoPro. Thì thực ra mình thấy cái này nó hơi thừa thãi, bởi vì là cái chuẩn này là chuẩn dùng chung cho máy ảnh nhé. Thì thằng GoPro nó cũng có một cục tương tự này rồi, việc mà nhà sản xuất đưa thêm một cái cục này cho GoPro vào đây gần như là không cần thiết, bởi vì cục này có vẻ rộng hơn cục xịn của GoPro rất là nhiều. Thì bản thân thằng GoPro nó đã cho những cục mà rất là sẵn mà tương tự này rồi, nó cũng có cái chân vít như này, do cái việc tặng thêm này là không cần thiết. Cái thứ hai là cái ngàm kẹp điện thoại, thì mình thấy cực kỳ ấn tượng với cái ngàm này, bởi vì sao, nó rất là nhỏ gọn, các bạn nhìn nhận nó chỗ này thôi đó, nhưng nó lại rất là hay, mở ra kéo kẹp điện thoại thoải mái luôn. Đó, rất là hay ạ. Các bạn nhìn nó có một cái gen ở đây, là gen dùng chung cho tất cả các chân máy, mà có thể dùng cái này cho các chân máy khác nữa chứ không riêng gì chân máy của
chân máy cái tripod này mình mở nó ra, xong mình kéo ra, rất gọn, nó không bị vướng. Chẳng hạn như một số các loại tripod ấy, một số các loại gậy tự sướng nó có những cái ngàm kẹp nó rất là vướng víu, khi mà mình cuộn dây hay là cả những cái loại mà có dây các bạn không nên mua, bởi vì nó không chắc chắn lắm. Mình dùng mình thấy nó như kiểu yếu ớt đấy. Cả sau mi cũng vậy, nó chỉ chắc hơn một chút thôi, còn cái này thì thực sự là mình cầm lên mình cảm thấy là nặng và chắc tay đó. Thì mình sẽ kèm một cái điện thoại là 6S Plus rất là to của mình đó, rất là chắc chắn luôn. Và nữa là nó có những cái ngàm cong cong này. Đấy các bạn thấy không, nó giữ máy rất là chắc. Bạn nhìn thấy không, nó giữ máy rất là chắc và mà máy sẽ không bị trượt được đó. Nếu các bạn kéo cố tình kéo ra thì không thể trượt được đó, không thể trượt được luôn, rất là chắc chắn luôn. Đấy là cái hay của cái kẹp này. Còn nếu những cái ngàm của Xiaomi ấy, nó là cái bạn vát hơi cong cong một chút thì nó vẫn có thể trượt được, khi nó trượt theo cái đường rẽ rãnh của nó là một cái ngàm vuông góc hoàn toàn luôn thì nó sẽ giữ chắc chắn cái máy hơn rất là nhiều luôn. Và mình đảm bảo rằng khi các bạn rung 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 này hoặc gió thổi hay là các bạn cầm ở trên tay khi mà các bạn đi du lịch những cái vị trí mà nó hơi rung rinh ấy, thì đảm bảo các bạn là không bao giờ rất là chắc chắn luôn. Đó là cái mà mình thích. Và khi các bạn không dùng bạn gặp lại như này đó, và tất nhiên là mình sẽ phải lắp lên cái này đó, thì mình sẽ bật lên đây. Cái kia thì mình không dùng GoPro rồi đó, nó sẽ hơi vướng hơn khi mà mình nghĩ là sẽ hơi vướng khi mà mình không gọn bằng Xiaomi đâu, bởi vì Xiaomi nó sẽ ngắn hơn, nó chỉ khoảng tầm cỡ con này, nhưng mà cái ngào của nó úp thẳng vào cái thân máy. Mình nghĩ rằng Xiaomi làm cái ngào nó vuông như này, cái cạnh vuông như này đó, nhưng mà cái kiểu úp của và thân của nó của Xiaomi rất là thông minh, mình thích cái kiểu đấy. Còn cái này thì để cái này rất là khó bỏ vào túi quần, mình có thể để như này thì nó sẽ hơi dài ở trên diện tích một chút đó, hoặc có thể mình sẽ phải tháo ra và mình dùng khi nào mình kẹp vào thôi, hoặc là mình nghĩ một cách là mình sẽ kẹp thẳng vào đây đó, mình sẽ kẹp thẳng vào điện thoại như này đó, sau đó mình đi đâu thì mình lắp vào hơi ngu, nó sẽ hơi vướng một chút đó. Thì mình nói thêm một cái đầu Hebon này là một cái đầu mà rất là hơi vướng một chút. Mình nói thêm về cái đầu Hebon này thì là một cái đầu rất là đơn là đa dụng. Nó có thể khi mà mình đã mở cái chốt của nó ra ấy, nó có thể xoay rất là nhiều hướng. Tất nhiên là có những hướng mình không cần thiết. Đấy, như Xiaomi nó chỉ có lên xuống và ấy thôi. Và Xiaomi mình để ý thêm một điểm nữa, đó là nó rất là không cơ động. Cái vấn đề là khi mình cụp nó xuống cái hướng ví dụ như này này. Đây là có một cái rãnh này này, mình có thể cụp xuống như này. Ví dụ mình để máy như này, mình còn quay phim cho các bạn xem, mình để như này đúng không? Xong rồi mình sẽ hạ cái nấc lên đây thì mình sẽ hạ được cái máy ở cái góc mà nó đại khái nó sẽ như này. Đấy, nó sẽ như này. Đó, thấp xuống. Nhưng mà đối với cái thằng đây, ví dụ mình sẽ để một cái góc như này, mình quay xuống cái đầu này chẳng hạn, đó thì rất là ok đúng không? Nhưng mà thằng Xiaomi nó lại không gặp được cái hướng này, nó rất là hạn chế. Mình có thể hạ thẳng xuống góc như này để mình quay từ trên xuống luôn, ví dụ như này, đó thấy chưa? Đó, nhưng mà thằng Xiaomi rất là hạn chế cái vấn đề đấy, nó hoàn toàn không thể nào mà ngả hẳn xuống như này được, vì nó rất là dễ đổ và nó không chắc chắn. Mình sẽ cài thử cho các bạn xem, cái này mình thấy nghĩ là vừa được, đó. Mình để như này mà hoàn toàn máy có thể hoàn toàn vẫn vững chắc đó, mình có thể xoay ra cái hướng mà như này à, không như này sẽ hiển thị cái chân ở dưới chân máy, ở trên màn hình mình sẽ để như này, để ngang ra đó, và mình sẽ khóa cái chân cái cổ này lại, siết nó lại đấy, hoàn toàn có thể dựng được đúng không đó. Thế vậy thì mình hoàn toàn có thể quay những cái sản phẩm như này cho các bạn xem, hoặc là mình sẽ quay ở cái góc cao hơn, chẳng hạn như là mình tháo nhỏ, mình nâng lên một góc chéo 45 độ như này, sau đó mình lại quay đó, thì nó sẽ rất là ok đấy. Có phải là mình sẽ rất là thoải mái trong vấn đề là mình quay review một cái đó, thì nó rất là tiện cho mình. Hoặc là khi các bạn chụp
chụp ảnh thì các bạn có thể dựng thẳng lên là đúng rồi, không vấn đề gì cả, mình dựng thẳng lên. Đó. Mình đánh giá cao cái vấn đề góc 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 quay của cái cổ này hơn, mặc dù nó hơi thừa so với nhiều người sử dụng, nhưng mà đối với mình nó cần thiết hơn và trong nhiều trường hợp nó đa dụng hơn. Đó, mình sẽ tháo cái máy ra cho nó dễ nhìn. Tiếp theo là mình nói về cái phần độ dài, thì con này có một cái đặc điểm nó dài hơn Xiaomi rất là nhiều luôn. Nhưng Xiaomi thì mình nói nó khoảng hơi khoảng tầm 30 phân thôi, đúng không? Nhưng con này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 50 phân. Cộng cộng cả tay cầm thì nó rơi vào khoảng 70-80 phân đó. Đây mình sẽ đo thử. Mình sẽ đo thử trực tiếp cũng bằng cái khác. Bàn này 80 phân. Cái gậy này cũng đúng 1 mét các bạn ạ. 1 mét nó dài hơn con Xiaomi. Nếu Xiaomi cả tay cầm nó rơi vào 50 phân thì gậy này cả gấp đôi con Xiaomi luôn. Đó. Mặc dù và đặc biệt là nó cũng là bằng thép, nó có tới 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7 đốt, trong khi Xiaomi chỉ có 3 đốt thôi. Đấy, 3 đốt của Xiaomi và nó bằng của Xiaomi thì nó cũng tương tự như này, nó cũng bằng cái độ chắc chắn của nó thì cũng chỉ như này thôi, không hơn được. Và mình thấy rằng là nó cũng không đến nỗi chắc chắn cực kỳ, nhưng mà nó tương đối ổn so với cả những cái gậy khác, và đặc biệt nó sẽ hơn, mình đánh giá nó cao hơn cái Xiaomi. Đấy. Rất là dài. Để đưa cho bạn xem. Đó. Đó, khi mình dựng cái này hơi lên, sau đó mình chụp ảnh tự sướng thì bao giờ nó cũng với cả mọi người chẳng hạn thì có thể là nó sẽ tiện hơn, vì mình cần đặt xuống thì cái độ cao khoảng 1 mét đấy nó sẽ tương đương với cả phần ngực của mình rồi, thì mình selfie nó sẽ rất là tiện. Đấy, mình đặt đây, sau mình dựng dài lên, và đặc biệt cái chân này của mình rất là chắc hơn một Xiaomi nữa. Xiaomi nó cứ rung rinh kiểu gì ạ, thì nó chắc hơn Xiaomi, cho nên là mình kẹp máy lên đây và mình sẽ không sợ đổ nó. Rồi mình sẽ tháo nút này ra. Đây, cái nút này thì mình nói về cái nút này, nó có một cái nẫy ở đây. Cái thiết kế này của nó thì không được ngon như thằng mình ấn xuống rồi ấn xuống này. Cái này nó có, còn thiết kế của nó thì không được đẹp trai như của Xiaomi, nhưng mà nó cũng có cái thiết kế này của nó thì nó cũng có cái cổng 3.5 này sạc đằng sau. Nó không được đẹp như của Xiaomi, nhưng mình đánh giá nó cao hơn ở một cái điểm là nó có cái móc vào đây. Mình có thể móc vào chìa khóa. Đấy, một vật rất là khó để gọi là rơi rớt của mình. Sau đó đó thì thằng Xiaomi nữa hơn một cái là nó cài vào rất là nhanh, cao su nên nó sẽ đỡ bị cạch ở đây hơn, nhưng mà ngược lại cao su có thể bị rão. Thằng này thì cũng có thể bị là bị nhờn đấy, nhưng mà nó có cái móc đấy rồi thì mình chỉ cần móc vào mỏ chùm chìa khóa của mình là mình khá là tiện cho cái vấn đề này, và mình cũng không cần thiết, mình có thể để đây để bấm. Nhưng các bạn để ý là khi mình bấm này nó sẽ có hơi rung một chút, đặc biệt cái càng dài thì càng rung nhiều đó. Đấy, đúng không? Thì khi mình nên tháo ra xong mình bấm tay này thì rõ ràng tay này sẽ không bị rung, do ảnh nó sẽ lượng ảnh sẽ cao hơn. Đó là cái mà mình thích, mình vẫn hay dùng thế. Còn khi mình không dùng thì lắp vào đây nó rất là tiện ạ. Đó. Đấy. Và khi mình những cái đế của cái này ấy, nó đều bọc cao su nhé, cao su đỏ này, từ phần này trở xuống là cao su. Đó, thì nó sẽ tạo ra cái độ gọi là chống trượt cho cái gậy. Nên khi mình mở ra nó sẽ bản này nó sẽ hơi dài một chút, mình sẽ đẩy lên. Đó, thì mình sẽ để như này. Và khi mà mình rút ra tối đa, tức là mình rút cả cái này lên đấy. Đó, mình rút cả thằng đế lên này. Đấy, thì nó sẽ được 1 mét chiều cao. Mình nghĩ máy lên là hoàn toàn có thể tự chụp ảnh cho cả đồng đội các thứ. Thì rất là tuyệt vời. Đó, đấy là những ý kiến cá nhân của mình so với gậy mà Xiaomi. Cái gậy này đắt hơn gậy Xiaomi khoảng tầm 100.000, tức là rơi vào tầm 400.000. Đó. Và gậy này 400.000 rất ổn định. Còn hiện tại thì gậy Xiaomi rất khó mua, mà chỉ có hai nhà bán thôi. Còn một số địa chỉ bán hàng nó rơi vào tầm 500-600.000 gậy của Xiaomi, mình nghĩ là không đáng. Còn tầm 300.000 gậy của Xiaomi thì mình nghĩ là hợp lý. Nhưng mà chỉ có duy nhất một địa chỉ bán cái gậy Xiaomi Stick đấy với giá 300.000, còn lại đều bán với giá là 350-400, thậm chí 500-600, trong khi gậy này có giá ổn định 399.000. Mình nghĩ là khá là tốt, mà nó ổn định hơn. Nếu bạn nào thích đẹp thì bạn mua Xiaomi, nhưng bạn nào thích chắc chắn như mình thấy cái gậy này là hợp với mình thì mình dùng cái gậy này. Đó. Cái gậy, cái việc gọi là gọi của nó thì không được gọi là mình có thể như này. Đó. Có mình đặt lên.
sau khi thu gọn lại nó chỉ còn khoảng khúc này thôi. Thì đây cũng là một cách để mình thu gọn đó. Nó không được gọn và tròn tròn trịa và trơn tru như thằng Xiaomi, nhưng mà nó rất là chắc chắn hơn rất là nhiều. Nó không đến nỗi nhiều lắm, nhưng mình nghĩ là theo đánh giá của mình thêm 100.000 đồng chỗ này thì mình chắc là sẽ chọn này hơn là cái Xiaomi kia. Cái Xiaomi kia thì mình hơi thất vọng một chút khi mà mình dùng, nó đẹp, nó rất là ok, dùng ngắn vừa phải, nhưng mà nó không thể là đỡ được con iPhone 6s Plus này. Trong cái trường hợp là mình để máy chìa ra như vậy, con này thì thoải mái, con kia nó hơi, khi đặt máy lên nó hơi rung rinh, thì con này là ok, rất chắc chắn. Và con kia nó ngắn hơn con này một nửa so với con này đó. Còn và cái thiết kế thì nó, con kia đẹp hơn, con này xù xì hơn. Đấy, các bạn có thể điểm lại, xù xì hơn, con kia đẹp hơn, nhưng mà con này chắc chắn hơn, chịu tải cao hơn, giá hơn 100.000. Đúng đó. Cảm ơn các bạn, hãy ấn subscribe, theo dõi kênh để chờ đón những trên tay sản phẩm mới nhất mà mình sẽ làm. Và mình sẽ làm những sản phẩm mà không ai làm cả, không phải là sản phẩm công nghệ, có thể những sản phẩm đơn giản hàng ngày đó, thì mình sẽ làm video cho các bạn xem để so sánh. Đây là một sản phẩm rất cơ bản. Mình sẽ, cái này mình đã tặng, cho nên là mình sẽ tặng lại cho các bạn vào một cái dịp khi mà cái channel kênh của mình đạt đủ lượng like là từ 50.000, từ 50.000 subscribe thì mình sẽ tổ chức những event tặng. Thì mình có rất nhiều quà, chẳng hạn như là cái mô hình súng, nó chỉ là mô hình thôi nhưng mà up tiền phết đấy. Mình sẽ có một cái bài review về cái khẩu này. Hãy subscribe kênh nhá. Cảm ơn các bạn. I'm a star, I can't survive.